Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 5 người trong cùng một gia đình bị nhiễm khuẩn sau mưa lũ. Các bệnh nhân ở Thái Nguyên gồm hai vợ chồng, con và hai cháu, trong đó ông NVC, 48 tuổi, được đưa vào khoa cấp cứu do diễn biến nặng. Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết hiện đang sống trong căn nhà cấp 4 tại vùng ngập sâu trận lũ lịch sử do bão Yagi gây ra. Do nước ngập sâu tới 1,8 mét, gia đình phải sinh hoạt trong điều kiện nước lũ ô nhiễm. Khoảng 4 ngày sau lũ, ông C bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt cao, kèm theo mệt mỏi, khó thở, bụng chứng căng. Ông đã đến cơ sở y tế địa phương thăm khám nhưng vẫn không thuyên giảm, nên được chuyển đến khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Các thành viên khác trong gia đình ông C cũng có tình trạng sốt, mệt mỏi nên được đưa đến viện điều trị. Dựa trên yếu tố dịch tễ, các bác sĩ nghi ngờ ông C và gia đình cùng mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da và đang tích cực điều trị. Theo các bác sĩ, bệnh xoắn khuẩn vàng da là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thâm nhập vào cơ thể người qua những vết xước ở da, niêm mạc khi tiếp xúc với nước bị nhiễm khuẩn. Bệnh này thường gặp vào mùa mưa do xoắn khuẩn lan truyền theo dòng nước. Để phòng ngừa bệnh, người dân cần làm khu vực chuồng trại nuôi súc vật, lò mổ, cao ráo dễ thoát nước và thường xuyên cọ rửa sạch sẽ, khử trùng tẩy uế. Đối với những người phải tiếp xúc môi trường nước lũ, cần trang bị quần áo bảo hộ, ủng, găng tay để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe.